mà tạm bằng thông mà thì biết xong group bằng vốn như thế này cho những vốn như tục ngô vật tuổi thay này là bạn cắt cả con hơi sau đó anh chơi vốn cho những vốn như tu sơn này này nó cũng lấy chơi chơi lại chơi sốp lại làm bài tập tuôn là video thay xong mà quân xong cho những vốn như tu sơn này này hello bạn đang bong thăm TV xong group bong bồn ở lề vấn đề sang không YouTube Facebook subscribe cả thay mai bạn anh em bong thăm bạn vào đầu quạt đặc quyết thay mai bạn quạt đặc quyết đặc quyết thay mai thật là phun xe đá không mới đặc điểm sau và cho thành khai tập trang anh em cần lưu số thơ ôn này các bạn mò vận toàn là ca nào chui rạp tục ở quạt tuổi thay mai đang chơi hay bong thăm các bạn tiệt mò nằm bay chạy lấy các bong bồn những tu sơn đang học này bong bồn lịch chui chạy chui lại chui sụp lại phong nằm bay tuôn nó video thay mai này. Vâng, Bốn Thơm TV xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bốn Thơm lại cập nhật tiếp tục ở ghe ngôi chùa Chợ Quýt mới. Cũng nghe thông tin là hiện tại đến nó ráp lại cái nhà. Thì chùa Chợ Quýt mới có địa chỉ ấp Xây Đá, xã Hồ Đắc Kiền, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Rồi mời cái nhà mình vào trong để xem mà tiến hành ráp đến đâu ha. Chùa Chợ Quýt mới ha. Hiện tại vào bên trong cũng thấy anh em đến xem rất là đông cái nhà ha. À, là qua chỗ là nóng qua khơi mà ôn chỗ mà tu sơn nam ở lại nghe ôn tài gặp rồi chờ nên hay comment bình sập mà tự che nó vọt với mây hiện tại anh em cũng đến rất là xem rất là nhiều không có đám tàng đến thiêu cái nhà còn rất là đông luôn ha tại tại đang xiết cái phần giữa ha nhà đó rồi mời cái nhà mình tiến vào gần hơn á chừng anh chùa trong quan chùa là chích trang là bài dân tu sơn gắn đi anh em trai chiều chúng tài trợ cho ghe bên sập và mò ngô nhóc con ồn đấy rồi đám tang cũng lại xem mà ghe ngồi chủ mới ráp nha. Đầu thêm nữa. Trời lấy gọi rồi đó, coi đó một con cá. À, hello bọn bồn tôi chú ý sang đà công, mò bị cắt. Hiện tại anh em qua phụ khiêng cong đùi chuẩn bị cắt nha. Sản nghiệp có anh em lại đám ở nhà luôn. Chuyển qua bên đây một chút cho thợ dễ cắt. Bắt đầu anh em chuyển vô thôi nha. Chắc là mà công thứ 2 món bắt đầu thêm mà công thứ 2 quá đông bà con ở nhà con ngồi chẳng đầu gọt mặt cái nó bằng nha chặt mục rồi xuống mơ
bắt đầu công số 2 bảo công số 3 luôn. Chập đầm công chi mấy, công chập đầm số 1. Có cái bóng hạt cho giống tích. Đang lừa ơi. Đang lừa. Có một chiếc hộp lọc mỗi cổng. Để mà đi ra. Đúng. Thế là càng mặt. Vì nè tiện cái bà đó về ông hả đây. Đặt mai cho tiện. Ừ đúng rồi. Tiện. Thôi mà không. Khải công à, làm bia công này, xài cò bia à, quay á luôn, nội chú, đặt bỏ luôn nhỉ. Bỏ khoan tiếp tục nha. Nhà mình nhớ ghé qua bên Nam Mê tiếp tục ủng hộ á. Thơm quay chút bên kia, chút bên đây, chút hay. Để chia ra cho đều cho cái nhà mình dễ theo dõi. Mình không chạy một cái kênh bằng bốn nha. Mình mà Nam Mê ngô. Gọi là mình khách, tích còn mình tích. Mình để chạy cái bằng bốn nữa thì mặc mơ. À, bắt đầu tiếp tục nha. Để cái điểm chỉnh này là phần công giữa trước kia nha. Rồi vô khả nạp nó khả đạo. Bày công sinh này. Rồi một dòng tôi sẽ nạp thêm, một dòng mưa thêm. Mưa thằng này đam mê ngô thêm. Nhà mình muốn theo dõi tiếp thì xem trên kênh của đam mê ngô tiếp tục á. Đam mê quay qua lại mà. Chút chút kia nè. Màu cắt thôi nè. Để ta lấy công rồi. Công này bắt đầu cắt tiếp. Tầm hiện tại đây cũng xong rồi cả nhà. Giờ cắt là công sao ha. Rồi vô thước mới gạch vô nắng nóng. Vô thước mới vô nà may mó. Tạm phân. Quay túi, quay lọc phở, bảo ó nói, đấy, xô đến. Đây, lọc kia, chuyện kia. Anh đúng rồi, một cục rồi, đúng rồi, cục rồi. Đó, bắt đầu chỉnh lại nha. Dọn cho nó, cất cho nó giữ. Lật 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 chỉnh vô hoàn toàn là thằng mục nọ tại đang lấy mực tím ở phần phần sau đó nhà. Đây đây cũng lấy điểm chỉnh của ba cái công mẫu ở giữa xong. Rồi.
Chặt của lòng quá đẹp luôn rồi nha. ចឹងឯងបងធម្មអាក់វីដេអូធម្មសិនអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាលើគេបងធម្មទីវីនោះជោគជ័យសេរីមកដល់ថ្ងៃថ្មីណាទៅពុកធម្មកុំសិនតាមយើងថាកុំអីយ៉ាងកើមអីគ្នាខ្ញុំមិនយកធ្វើយោទីកទុកជើងគេក៏ដើម្បីងងហើយសិនគេមកគ្នាមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំធម្មទីវី